chương trình diễn ngâm được liên tục đến bài Ai Người Tri Kỷ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán đêm 18 tháng 7 năm Canh Thìn. Nước tung tìm phương
lắm cuộc nàng. Ai hỏi dân lành ta sẽ đời, đạo người sửa tròn dứt lầm. Phật đạo trao dồi tâm tâm lại, giác thuyền chuyên chờ lúc cạn qua, dân chung chớ buồn lo. Tích đức chờ ta chung hẹn hò, tiên cầm Phật đài xem rực rỡ, quảng cầu đến đó ấm cùng nó. Cùng một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tôi. Trên có Phật trời đầy cơm áo lão về.